Thanh, dạ, trong nhà hôm nay tấp nập như mờ hộ ị me cho phép cả sáu cô ra đổ sơn. Ngay từ 7 giờ sáng, sáu chị em đã gọi nhau choàng cả giờ ị các cô kệ cho đôi mắt đỏ gây nó bốc hỏa, các cô tranh nhau rửa mặt, rồi thi nhau trang điểm. Mùi phấn, mùi nước hoa thơm phức cả nhà, mỗi cô chọn một màu áo, rồi ngắm hết cho mình, lại ngắm cho nha ụ trung quy chỉ chết một mình con Thanh. Đã bẩn, lại thêm tiêu tít, mới gánh được một gánh nước. Cô Diễm đã gọi giật, Thanh, dạ, hãy để thùng vào trong nhà, đem giấy này lại đằng cô Vân nguyện cho tao quyển tiểu thuyết đã. Nó nhặt bức thư ở bàn, thế là tất cả trả ị loáng một cái, nó đã mang quyển sách biển nát nhau về. Vừa lúc đó, cô Tuyết sấn lại nó, và quát, Thanh, mày làm ăn thế nào mà chả có giọt nước nào rửa chân thế? Muốn sống đi gánh về mau không? Còn Thanh chẳng nói chẳng rằng, lại đặt đòn gánh lên vai ị rồi đến cổng nó quay lại, thấy vắng người, bèn lẩm bẩm một mình để minh oan. Khốn nhưng còn phải mổ gà để nấu trá ọ đến cửa, chưa ra thoát, nó đã thấy hai chiếc xe hòm vừa đổ. Một, vị, người nhảy xuống, toàn quần áo tây, đầu chân. Tiếng gót giày quèn quẹt, đồng thời, tiếng cười nói vang vang. Ồ kìa, các anh đã đến sớm thế, một người giơ cổ tay, trò chiếc đồng hồ chữ nhật, y hẹn. Đúng 8 giờ, không sai một phút. Thế thì chúng em xin lỗi các anh nhé. 9 giờ bắt đầu đi cũng được. Xe nhà, sợ gì. Đừng chê chúng em là rùa nhé. Rồi tiếng cười khanh khách để nhận rằng câu pha trò ấy đậm đà. Thanh, dạ, còn Thanh, lại trời Phật, mới đi được đến vệ hè. Nghe gọi, nó quay lại, không thấy ai, lại toàn đi cho xong. Thanh, dạ, nó dừng bước, cô Nguyệt ra tận hè, chỉ tay vào mặt nó, cong cớn mắng, con danh đi đâu đợi ỉ con đi gánh nước sáng sớm chẳng gánh hễ có khách là sắp lần phải không nó đặt gánh nói bà sai con gánh nước nhưng đã có lúc nào đi được đơ ủ cô nguyệt chừng mắt để im cho nó cãi rồi vênh váo hỏi nhưng bà đang gọi dầm mày ở dưới bếp ấy mày có biết không bà gọi dầm đến cả ông bà ông vải nó ở dưới âm phủ dễ lúc nào cũng phải cô lắng tai để nghe bà gọi và nhắc nó vì ông bà ông vải nó muốn được yên giấc ngàn năm nó tặc lưỡi quẩy thùng không và về, khách khứa nhốn nháo khắp nhà, còn thanh lèn lén đi, cúi gầm mặt, tránh hết người này lại tránh người nọ. Nó không dám nhìn ai, cũng không dám nghe ai ị thanh. Dạ, mày đi đâu ủ dạ? giả, thưa cô, bà sai con đi mua hạt tiêu bỗng vành khăn nó sổ ra, rồi cả hai món tóc nó bị kéo giật. Nó ngật đầu ngoảnh lại ị một cậu đắc chí, cười hình hịch, nắn lại chiếc cà vạt, nói, gớm, các cô chiêu nhà này kiệt quá không cho nó được cái khăn nhung cũ. Chó gầy hổ mặt người nuôi, nó biết là việc đùa, hết chống ngực, tùm tìm cười, vừa đi vừa quấn khăn. Nhưng vẫn không dám để tay đến những lời bàn tán về nó, sau lưng nó. Rồi mặt trời lên cao ánh nắng chói lọ ị một mảng áo lưng nó bết vào với thịt. Khi trở về, qua buồng khách nó bẽn lẽn, ngượng nghị ụ những tiếng nói cười bàn tán vẫn tranh nhau làm loạn nhà. Thanh, dạ nó vội quẳng đôi thùng với cái đòn gánh cạnh thạp nước chạy giả dạ anh bảo nó mua gì cậu ấy chẳng đáp lấy tờ báo đề quạt nhưng đầu ngắm nó chẳng trả lời câu hỏi cậu ấy bĩu môi nói nhưng hai tay nó bẩn lắm làm gì nhà có cái bị hay cái hộp nhỏ nào không có cậu ấy quẳng ra bàn ba xu bảo nó mua nước đá nhưng không được mó tay vào nhé cô nhuận nói chạy lên hễ tan hết thì chớ chết nó sợ chết, nên ba chân bốn cẳng, chạy như ba ý tội nghiệp con bé. Khi nó về, trên mặt mũi, mồ hôi nhỏ giọt. Nhưng hai mắt nó long lanh, vì vừa làm tròn được một việc mà không phải mắng. Nó sung sướng, cái vui sướng của nhà nghệ sĩ, nhìn hết người nọ đến người cả cô nghi khen, thưởng cho con thanh cái mề đại ý nó sắp tùm tìm, thì cô Tuyết đã lên giọng đanh đá, mắng nó, đi mà gánh nước. Chậm như sen bà ở bếp ra mà không có gì rửa tay, thì mày ốm đòn. Bỗng nó nghĩ đến bà bà nghĩa là những ngọn roi, những câu chửi nó sợ. Nhưng cô Ngọc, độ 13-14 tuổi, ở trên gác, đánh phấn xong rồi, mà mới sỏ được một bên tay áo, đã vội chạy xuống, hỏi, con Thanh đã về đấy à? Rồi ỉ Thanh, dạ, làm gì đấy ỉ ô, để cho nó gánh nước, không mẹ mắng trọ cô Ngọc ngần ngừ, nhưng mà hãy gườm Thanh, đi quảng lên cho tao vợ ị mày ra thợ giặt, bảo nó là ngay cho tao chỗ này nhé. Một là con thanh ngoan, hai là nó nhát, nên nó lại khoảng cả hai cẳng mà đi rõ nhanh. Rồi nó về, vẻ mặt lo lắng. Nó giao hẹn, thôi, các cô để con quẩy một gánh nước, kẻo bà đánh con nhé. Ừ, mau lên. À, nhưng thanh, tao bảo họ một công đôi ba việc. Dạ, mày đi mua cho tao ba số ô mai đằng chua ấy nhé. Rồi cô Kim nhìn mọi người, chế nhạo, vừa nói đến ô mai chua, cậu nào cậu nấy đã nuốt nước rãi. Tiếng cười vang cả buồng, cô Kim mở ví, nhặt chọn cho hết trinh bảo đại mới đến trinh khải định. Còn thanh chờ, nó đập bàn chân nọ vào bàn chân kia, cho đỡ sốt ruột. Rồi nó cầm tiền, nhắc đòn gánh lên vai hị vừa ra đến cổng, cô Hà cười sằng sặc, gọi theo, thanh. Dạ, nó đứng lại, thở dài, chờ lệnh, mày mua về phải đưa cho ta ọ cô kim xua tay, không được. Một cậu bảo, Thanh, mày cứ đưa cho ta ọ rồi nhao nhao mỗi người một điều nó chẳng nghe ra sao cả. Mà hễ một bước, thì lại bị gọi, Thanh, phải đưa cho tao, chờ các cậu, các cô đùa nhau để mất thì giờ của nó, nó lo lắm. Nó đánh liều, quay bước ra đị Thanh, dạ, hãy về tao bảo, nó lại phải thùng thẳng trở lại cô Minh nói, chờ đấy, tao lấy tiền mua thêm năm xu nữa hạt à? thế là ổn rồi cô quay lại mọi người để tôi đóng vai nhà từ thiện bố thì ô mai cho cả mọi người tiếng vỗ tay tiếng cười vang động cả đến nhà dãy phố bên cả con thanh đứng tựa vào tường chờ cô minh đưa tiền ngắm cái cảnh êm đềm vui vẻ trước mắt nó bỗng một tiếng gọi như gắt ở dưới bếp đưa lên thanh cô tuyết trợn mắt xua tay cho mọi người im và nhìn con thanh hất hàm bảo kia bà gọi gì mà ị thanh tiếng gọi như quát, còn thanh vội vã, dạ, trên nhà, các cô các cậu nhìn nhau, sợ hã ị cô Ngọc bảo khẽ mọi người, bà cụ đã nổi tam bành cái gì ở dưới kia kỳ hạ gớm. Ai nấy yên lặng, tiếng léo xéo trong sân là mọi người ngồi trên ghế, nhu mì và trật tự. Rồi cô tuyết gión rén dòm vào sân, thì thấy mẹ, cái đuôi gà ở đầu khăn ngòng ngược lên trời, mặt đỏ như, quệt cái tay áo canh đẫm những mồ hôi lên chán, tay cầm thanh củi trò vào thạp nước trợn tròn mắt rồi phang vào đầu vào mặt vào lưng con thanh túi bụi để đánh nhịp với những tiếng lười 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 chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa